Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hexit nha. Và ở tập trước ấy thì mình đã nhặt được một cái nón của Tiếp Hút rồi. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo thêm cái ủng nè, cái áo cũng như là cái quần của Tiếp Hút để chúng ta có thể quần một cái set đồ này luôn nha. Và để chế tạo thì mình cần thêm một ít cái Hexical nữa. Hình như mình có một cái ở bên cái ba lô này thì phải. Đây mình có 4 cái luôn nè, mình sẽ cắt vào một. Và mình sẽ chuẩn bị thêm một ít đồ nữa để chúng ta craft thêm. Tại vì cái áo ấy thì chúng ta cần len màu đỏ này. Còn cái quần á thì chúng ta cần chỉ. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài ấy để có thể đi kiếm thêm len. Và ngoài ra thì những cái essence ấy, ở đây cái electric essence này, mình có thể chế tạo được một cái electric staff. Cái này thì giúp chúng ta có thể dịch chuyển khá là nhanh á. Và mình coi coi magic essence không biết mình có không ta. Ồ, để mình gom hết mấy cái essence này lại coi mình có thể chế tạo được cái magic essence không nhá. Đây, một cái và cái cuối cùng. Đó, mình đã được một cái magic essence rồi. Kế tiếp thì mình sẽ lấy ra thêm một viên kim cương. Đấy, và mình sẽ bấm vào cái này một cái. Ơ, à mình phải chế tạo cái gậy trước. Đây, mình sẽ làm một cái gậy nè. Ôi, nó không tự chế tạo, mình phải tự đặt vào chứ. Đây, được một cái gậy. Và kế tiếp là cần một cái electric essence. Đây mình sẽ đặt hai cái này vào. Và ta da, mình đã có được một cái electric staff rồi. Đây mình sẽ sử dụng thử nha. Pew. Đó. Cái này là giống như gậy phép thuật vậy đó. À, giờ mình sẽ cất những cái essence kia vào để khi nào cái cây essence mình hư, cây electric staff mình hư nè, mình sẽ chế tạo một cây mới nha. Và để mình thử coi mình có thể enchant được không. Ten. Wow, enchant được luôn. Mình sẽ enchant không thể phá vỡ nè. Chỉ cần đúng cái dòng này thôi. Ủa, sửa lại không được hả? Ủa, không cho sửa hả? Không cho sửa thì tiếc quá. Ôi, cái này nó không cho sửa rồi. Cái này mà cho sửa được thì hay nha. Mà thôi kệ, không sao. Khi nào mà mình gặp mấy con quái, mình sẽ chịu khó săn và lấy lại mấy cái essence là được à. Và giờ mình cần phải tìm thêm cái lông cừu. Trong người mình hình như là hết lông cừu thì phải. Đúng rồi, trong người mình không có lông cừu. Để mình coi coi, hôm bữa mình thấy có lông cừu ở đây. À đây đây đây, một cái hexical nữa nè. Vậy là mình có thêm một cái hexical nữa rồi. Đó, và gần đây có heo á. Gần kia thì có đà điểu. Ủa, cừu hôm bữa mình thấy nhiều lắm mà ta. À đây 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 đây, đây nè, cừu nè. Đó, bay lại luôn. Cái này nó bay thích lắm luôn ấy. Rồi, lấy một cái. Úi. Được một cái rồi, giờ mình sẽ lấy thêm một cái nữa và nhặt những cái bông hoa màu đỏ để đổi thành bột nhuộm ấy. Cần hai cái thôi, một nè và hai. Sau đó đổi thành bột nhuộm. Và cái kiếm của mình á, mình đã enchant trong thời gian giữa hai tập rất là nhiều dòng rồi. Giờ đủ thứ dòng, mình không biết dòng phân biệt giữa mấy các dòng lại với nhau ấy. Ra thôi kệ đi, để cái kiếm nhiều dòng cũng được. Đó, vậy là mình đã có len rồi. Cái tiếp thì mình sẽ đi về nhà một cái nha. Đó, dùng cái này bay cho nó đã. Trong đây không có cánh ấy, thành ra sử dụng gậy để bay cũng khá là hay. Ui, ui. Vô nhà mình hả? Rồi, giờ mình sẽ vào nhà nè. Để coi, ui. Ui, sao nhiều zombie vậy? Sao nhà mình giờ nhiều zombie vậy ta? Rồi, cho vào đây trước. Để coi coi cái áo là cần Hexical Diamond. Và cần... Ồ, cái này là tốn 4 Hexical để làm được một cái Hexical Diamond lận. Ui, hơi bị mắc nha, vì mình chỉ mới có thể chế tạo thêm được một cái áo thôi á. Ồ, vậy thì căng rồi. Lấy kim cương ra một cái và bấm vào đây. Hexical Diamond nè. Hexical ở bên ngoài, Diamond ở chính giữa. Rồi, kế tiếp mình sẽ bấm vào cái áo. Cái áo là cần da nữa hả? Để mình lấy da ra thêm coi. Da bò mình để bên cái ba lô này. Ơ, ba lô đâu? Đây. Lấy da bò ra và cho vào đây. Mình nhớ không lầm là Hexical Diamond nè, len ở đây và da bò ở dưới như vậy. Đó, được một cái áo rồi. Để coi coi cái ủng á, thì chúng ta cần một cái Hexical Diamond và hai cái len màu xám. Là mình cần phải tìm thêm Hexical rồi. Tạm thời thì mặc cái áo giáp này đi. Mình sẽ enchant cái áo giáp này lên trước cái đã. Và trong ngày hôm nay thì mình dự định á, sẽ đi khám phá cái
cái này giống như cái kim tự tháp vậy đó. Mình sẽ đi lại đây trước nè, kế tiếp mà mình sẽ đi qua cái ngọn núi lửa này, tại vì cái này mình nhìn thấy khá là giống cái ngọn núi lửa nè. Bên đây còn có một cái núi lửa nhỏ nữa hay sao ấy. Ok, giờ thì mình lấy thêm ít thịt và đi thôi. Mình sẽ sử dụng cái gậy này để bay đi, khi nào mà gậy gãy á thì về nhà làm cây khác. Rồi trên đường đi á mình có gặp cái con gì á mình sẽ quánh hết luôn, và kiếm của mình bây giờ đã rất là khỏe rồi. Ngoài ra mình vừa enchant cái áo giáp mình, nó có cái dòng magnet T-Station ấy, cái dòng đó giống như là cái cục 500 vậy đó. Mình vứt đồ ra nè, đó, nó sẽ bay vòng vòng mình và nó sẽ tự hút vào người luôn. Đó, nó hút lại ghê lắm luôn á. Giờ là mình không sợ bị rớt đồ đâu. Và trên đường đi, ồ, ở đây quá trời cừu nè. Và trên cái đảo Slam này, để mình coi coi, cái đảo này mình thấy nó có rơi xuống mấy con Slam ấy. Đó, mình sẽ bay lên nè. Wow, dạ. À, trên đây có cái cây Slam. Ồ, để mình coi coi, Slam làm được. Wow, làm được kiếm Slam nữa nè. Ô, kiếm Slam nữa hả? Big Battle Axe, à, cây rìu chiến đấu nè. Rồi Hammer bằng Slam luôn. Ô, có cái chảo nữa nè. Bản cái kiểu luôn. Cũng khá là hay á. Rồi ok, giờ đi xuống dưới thôi, không biết cái giày mình nó có đảm bảo không nữa, mà thôi dùng cái này cho chắc. Đó, vậy là đáp cánh đang còn rồi. Ở dưới đây có cái Ravin hả? Ui, cái hang không cần đâu. Giờ đi thẳng về cái hướng kim tự tháp nào, nó cũng gần tới rồi đó. Và ở đây có một cái tòa thành nè. Chắc mình sẽ đánh trước cái tòa thành này đi. Giờ kiếm mình mạnh rồi, đánh mấy cái tòa thành này nhanh lắm. Ui, nó chưa lót ra kịp. À, lót rồi nè. Mình sẽ đập cái lòng spawn ra. Đó, giờ là hết sợ rồi. Ui, cái tòa thành gì, tòa thành gì bé tẹo vậy. Không có đồ luôn. Tòa thành này bé quá, nó không có đồ các bạn ơi. Rồi qua cái bên này. Cái bên này là cái giống như cái pho tượng vậy đó, mà phía trên hình như là nó có cái khối sắt thì phải. Ủa, cái pho tượng này không có khối sắt à? Mình nhớ có một pho tượng. À kìa, bên kia kìa, pho tượng bên kia mới có cái khối sắt. Bên đây có tiếp một cái tòa thành mà giữa cái vùng này giống như vùng đầm lầy thì phải. Ồ, dùng đó đi chắc hơi khó đấy. Ui, bò. Đó, mình sẽ giết bò để mình có thêm da cũng như là thức ăn ấy. Rồi, giờ mình chỉ cần đập một phát thôi là bò lăn ra ngõm luôn à. Đó, rất là khỏe. Rồi, đi tiếp nào. Và nó có cái dòng magnet đó, nó hút đồ kinh lắm luôn ấy. Giờ mình vứt đồ ra là không được này. Đó, mình vứt mà nó cứ bay theo mình ngoài. Rồi, ui. Ồ, kế kim tự tháp bự, còn có một cái kim tự tháp nhỏ nữa. Chắc mình sẽ khám phá từ thấp đến cao đi. Mình sẽ khám phá cái kim tự tháp nhỏ trước nha. Rồi chạy lại cái kim tự tháp nhỏ trước coi nào. Ui, bên kia còn có cái giếng hay sao kìa. Ô, kim tự tháp này, à, nó thay thế cái khối cát đỏ là bằng cái khối len. Thì ra phiên bản cũ thì nó không có cái khối cát màu đỏ ấy. Rồi giờ mình sẽ đào xuống dưới coi cẩn thận, không thôi là lọt xuống dưới ấy. Ngay miếng áp lực là bơm nó nổ ngõm ấy. Rồi đập ra, cắm đuốc lên một cái. Ồ, một ít cái khoáng sản nè. Ô, trái tim nữa. Ô, để coi con trái tim mình làm gì ta. À, làm Hurricane Sister. Ui, kim cương nè. Vậy, và một cái bản đồ gì đó. Để mình coi coi bản đồ này dẫn tới đâu nha. Cắt bớt thịt zombie, cắt xương đi. Cắt tấm áp lực nè. Rồi, Emerald. Wow, coi bản đồ này coi. Ui, bản đồ này không làm được gì à. À, bản đồ này để chế tạo một cuốn sách gì đó. Ok, cắt vào. Rồi giờ mình sẽ bay lên nha. Giờ dùng gậy bay cho nó nhanh. Khỏi cần phải chồng block nữa. Rồi giờ thì khám phá cái công trình chính trong ngày hôm nay thôi. Đó chính là cái kim tự tháp này nha. Wow, kim tự tháp này hơi bị bự luôn. À, đây, cửa vào nè. Cửa vào đối diện cái kim tự tháp nhỏ luôn. Ui, tối nha. Ôi, mà mình mới vô mình thấy cái rương rồi nè. Ui, nhện hả. Giờ chém một phát là ngõm nhện liền. Rồi đây coi còn đường không. Đây hết đường rồi. Và đi khám phá mấy cái dạng như mê cung này nên đi về một... Ui, cái này là con quái chứ không phải cái rương. Ui, cái này là con quái á. Mình cứ tưởng cái rương không mà. Cái này để làm gì đây? À, cái này để làm một cái glowing goo gì nè. Mình sẽ bước bớt mấy cái khói đi. Rồi, đi tiếp. Ui, nó cứ bay vòng vòng mình hoài, nhìn hơi khó chịu nha. Chắc chút nữa về chắc mình sẽ gỡ cái dòng này ra. Ư, đây có rương nè. Ui. À, con này là con quái á. Đó, các bạn thấy nó chạy chưa? À, cái này mới rương thiệt. Gia tài 3 Cine. Cái này không làm được gì hết. Gia tài 3 chắc mình không còn đâu, mình có thể tự chọn được mà. Ui, này, núp.
giả mạo rương. Úi, đằng kia có con zombie kìa. Zombie hả? Zombie nè. À, sẵn tiện đây chắc mình sẽ đánh bắt lùi, áp lực dưới nước. Cầm đuốc lên cái nghe tiếng mấy con quái quá trời rồi. Mình sẽ cắt bớt block vô đây coi, chứ nó bay vòng vòng người mình hoài à. Và mấy cái khoáng sản thì mình sẽ cho vào cái rương này. Úi. Úi. Ui, con gì kìa? Xác ướp. Ui, mình gặp mình gặp mấy con xác ướp luôn rồi. Rồi mở cái ba lô lên, cắt mấy cái này vào. Ui da. Quýnh nè. Như ở đây có spawner hay sao mà quái ra hoài vậy ta? Quýnh nè. À đúng rồi, có spawner nè. Hảo nào nó xuất hiện quái. Ui, creeper nữa. Creeper hả? Một hit thôi. Một hit mình là ngỡ creeper luôn các bạn ơi. Đập spawner ra. Mấy cái này nhiều mấy cái quái vật rương lắm luôn á. Quái vật rương nè. Rồi, bên đây còn rương không? Ở bên đây. Ui, creeper. Ui, chạy. Ui da. Ui, mình đánh không kịp, nó ngỏ mất tiêu rồi. Ui, đây có rương nè. Ui, cái này nhiều sách lắm luôn á. Cái này thì mình... để mình dùng thử coi, cái này xài được không? Không, cái này xài không được. Quá trời sách nè, nhưng mà mấy sách này mình tạo ra được hết trơn à. Thôi, cắt bớt đồ vô cái rương này đi. Cắt bớt. Và cái kiếm mình quấn nó còn rơi ra cả những cái quả trứng cơ. Đấy, quá trời trứng đó nè. Rồi, cắt đá cội vào luôn. Cắt xương rồng nữa. Rồi, đi tiếp. Hồi nãy mình đi qua đường này đúng không? Để con to một hồi. À, rương giả mạo nè. Quá trời rương giả mạo luôn á. Ui, ui, nhầm. Nè, quá trời nè. Ui, đây ba cái rương giả mạo hết luôn á. Ui, nó cạp lên nè. Ui da. Và đây một cái spawner đặt ra. Rồi. Ui, rương giả mạo nữa. Tính ra cái này toàn là rương giả mạo thôi. Nữa nè. Ui, cái này là rương thiệt, còn cái này là rương giả mạo. Rương giả mạo. Để coi coi. Lửa một á. Cái này chủ yếu là những cái quyển sách enchant thôi ấy, chứ không có kiểu như là những món đồ, giáp hay kiếm gì hết trơn á. Cũng khá là tiếc. Kim tự tháp mà toàn cho sách thôi. Ui, nhầm. Ở phía trên này còn đường nè. À, mình sẽ bay lên trên một cái. Úi da. Bay lên trên một cái nè. Úi. Có đâu vậy? Nói gì mới được. Bay hai ba lần tại vì mình bay chưa có quen cho lắm ấy. Rồi, thắp đuốc lên nè. Kiểm tra. Nó toàn toàn là sát thôi, vô hạn, độ mềm mại. Mình có ép cái cúp lái viên metal này là dòng mềm mại rồi, thành ra không cần nhặt cái dòng mềm mại đó đâu. Và cái này là ui, một cái rương mà nó có hiệu ứng nè. Nó con này con boss á. Để coi coi. Ô, nó rơi ra một cái cây Iron Skider gì đó. Ui, bên đây là một cái đường lên nữa. Vậy là cái kim tự tháp này nó chia thành nhiều tầng. Wow, creeper. Ui da. Ui, nổ phát banh banh làm spawner luôn. Hay á. Rồi, sẽ đi về hướng. Ôi, hướng này hết đường rồi. Hướng bên đây cũng vậy. Rồi, đi về hướng đây đi. Mình nghĩ hai cái rương đó là rương giả mạo đó. Đó. Nó có máu là rương giả mạo ấy các bạn ơi. Chắc mình không đụng vô nó đâu, mất công quánh quá. Nhưng mà mình... Ui. Không quýnh là không được. Tại vì một hồi mình đi lại á, mình lại thấy mấy cái rương thì mình lại tò mò và mở à. Thành ra phải quánh nó mới được. Rồi, qua đây. Còn là rương giả mạo thôi vậy. Chắc... Ôi, cái này rương thiệt nè. Lửa. Ôi, mấy cái Cine Bell này nhiều cực luôn á. Quá trời Cine Bell luôn. Rương giả mạo nè. Toàn là rương giả mạo thôi. Rồi, và mình nghe tiếng con skeleton nữa. Rương giả mạo nè. Mà phải cái rương giả mạo này. Ui, ở đây còn có xác ướp nữa. Xác ướp nè. Ui, xác ướp hả? Để coi xác ướp. À, đây xác ướp nữa nè. Vậy là tầng 2 nó sẽ có những cái con xác ướp nó đợi mình ấy. Wow. Rương giả mạo. Ủa, hết rồi. Nhặt kinh nghiệm là một cái và ăn nữa. Quên, nãy giờ lo đánh mà không lo ăn. Nó đói mất tiêu rồi nè. Và để coi tầng 3 nó có cái gì nha. Ui, đây cái đường giả mạo nữa. Lắm đường giả mạo thế nha. Và đường lên, đây, đường lên đây. Đây là tầng cao nhất hay sao rồi. Wow. Cho rương thiệt đi, toàn rương. Ui, nữa nè, toàn là rương giả mạo. Mấy con này nó cạp thấy vị trí đau lắm luôn ấy. Mình mặc đồ của thiếp hút á mà còn quánh rất là mạnh. Ui, đây còn rương enchant nữa chứ. Hai cái luôn. Wow, nhiều rương enchant vậy. Ôi mình được một cái kiếm nè. Living metal, nó chung với cây cúp này nè. Thôi để mình xài thử nha.
Quýnh, quýnh, ui cây kiếm này nó yếu lắm. Quýnh 2-3, ồ chắc là mình chưa enchant á. Ui da, ui 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 ui. Ui không ổn, không ổn, dùng kiếm mình đi, kiếm này yếu quá. Ui, vậy là một xíu mình về mình sẽ thử enchant cây em Lavi Metal Sword đó nha. Bị đầu cái kiếm đó lại mạnh hơn kiếm mình thì sao? Tại vì kiếm mình mạnh là nhờ enchant lên á, chứ bình thường nó cũng không có mạnh lắm đâu. Rồi, cắm đuốc lên. Nữa. Toàn là rune giả mạo thôi. Ui da. Sát ướp hả? Vậy là hết rồi, vậy là tính ra cái kim tự tháp này ít đồ lắm luôn ấy, toàn là những cái quyển sách enchant thôi. Nè, nguyên một hang ổ luôn nè. Cái này, ui, mình được một cái à, một cái mình được một cái gì ta, cái quần kim cương. Ồ, mình nhặt hồi nào không hay luôn á. Để quýnh mấy con này coi nó có rơi ra gì thêm không. Một cái rìu nữa nè. Ui, vậy là đánh mấy con có hiệu ứng này á thì nó sẽ cho mình đồ. Một cái khiên nether. Để được quất siêu. Ờ, chắc mình sẽ thay khiên đi. Và hai cái rìu luôn. Thêm wow, nhiều vậy. Nhiều quá, mình xài đâu hết đâu. Rồi, con còn được đuốc nữa cơ. Wow, được á. Trong vậy là nó cho mình chủ yếu là vũ khí thôi, chứ nó không cho cái ui. Ui, ở đây ít rương lắm. Đi lâu lắm mới gặp được một cái rương nè. Mình sẽ cắt bớt đồ ở đây. Cái iron sai này chắc mình không có dùng đâu, mình chủ yếu là dùng mấy cái cây kiếm thôi ấy. Thành ra mình sẽ cho nó vào đây nhá. Cắt cái này vào, và những cái thứ mà mình không xài nữa mình sẽ cho vào một cái ba lô riêng. Mình sẽ cho vào ba lô này đi. Ba lô này mình chứa đồ mình cần nè. Đó, cắt mình còn có được một cái cây trong thời gian dưới 2 tập khi đánh con Enderman nữa cơ. Mấy cây này nó thỉnh thoảng nó rơi ra ấy. Cắt iron shield, cắt thịt vào, cắt yên cởi ra vào. Rồi, và đánh nốt con này coi. Ui. Nó còn cho mình một cây Ender Giant Sword nữa nè. Wow, vậy là những cây kiếm nó rơi ra là ngẫu nhiên á. Được, được, được. Rồi. Ui, mình được một cái áo kìa. Thấy một cái áo gì rồi đó. Meteorite, Jet Play. Để coi coi. Ui, cái áo này nó yếu hơn áo của mình. Áo mình là full giáp luôn nè. Còn áo kia nó đâu có full giáp đâu. Tốt nhất vẫn sử dụng áo của mình đi. Kệ, có được một cái áo giáp để dành. Mình sẽ chế tạo thêm những cái armor stand ấy, rồi mình sẽ gắn vào nhà, rồi trang bị vào đó là những cái set đồ mà mình tìm được trong suốt cái quá trình đi khám phá vào. Ấy, vậy sẽ ổn hơn. Mình không cần phải cho quá nhiều thứ vào cái ba lô để chừa slot để mình chứa những thứ khác nữa. Đây, đây một con boss nữa nè. Ồ, có Hexico luôn. Vậy, ui, Hexico Diamond. Ồ, vậy là mình làm được thêm một món nữa rồi. Hay á. Rồi vậy là hết rồi, vậy là mình đã khám phá xong cái kim tự tháp này rồi. Tính ra kim tự tháp này cho cũng được kha khá đồ các bạn ơi. Và mình sẽ ngủ một cái đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ qua cái núi lửa khám phá nốt luôn nha. Cái ngọn núi lửa này hơi bị cao luôn. Rồi đi qua đây coi. Wow, ở ngoài nó nhiều khoáng sản vậy. Mình sẽ lấy cúp này mình đào ra nè. Đó. Để coi coi còn đâu nữa không. Có than, có sắt, có vàng, emerald. Để coi có kim cương không nhá. Mình nghi lắm, có nhiều khoáng sản như vậy chắc có kim cương á. Bay qua đây coi. Ui da, ui. Bay trúng cái hồ lava chứ. Ở đây có vàng, có emerald nữa kìa. Chắc mình chủ yếu là lượm emerald thôi ấy. À đây. Kim cương. Rồi lấy kim cương về. Còn đâu nữa không. Ở trên kia còn emerald kìa. Bay lên lấy emerald một cái. Bay qua đây. Rồi lấy emerald. Bay lên hết rồi. Tính ra cũng không nhiều cho lắm nha. Và bay lên đỉnh luôn. Không biết mình khám phá kiểu nào ta, từ trên xuống hay là dưới. Ui lỡ rơi rồi. Ui mình lỡ rơi xuống rồi. Và trong đây nó có rất là nhiều quán sản luôn nha. Đúng là núi lửa có khác. Và bây giờ mình sẽ. Ui mình hết đuốc nữa rồi. Ui vào trong đây sao không có quái ta. Ở tầng trên này hình như không có quái thì phải á. À đây có lầm spawn nè. Con gì á. Ui của người con. Người này là giống người thổ dân thì phải á. Chưa để mình đợi cho nó spawn ra coi. Ơ sao spawn ra lâu vậy. Mình muốn coi con đó ấy, là khi mình tiêu diệt sẽ rơi ra cái gì cho mình ấy. Ui không ra đập luôn đi. Giỏi ghê. Đang đợi cho ra mà không có chịu xuất hiện gì trơn á. Tới hồi không cần xuất hiện thì lại xuất hiện đầy cho coi nè. Rồi giờ mình sẽ đi xuống tầng dưới luôn. À đây có rương. Được. Bay vô một cái. Ở đây người lùn. Mình chiến đấu với tộc người lùn rồi. Cái này hình như là bé tẹo luôn á. Ui ngõm rồi. Ui mình chém mạnh quá ngõm mất tiêu rồi. Rồi coi. Táo. Ui đồ cùi quá. Phải cho kim cương kìa. Hoặc là Hexico cũng được. Chứ cho mấy thứ đó quá bình thường rồi. À đây Creeper nè. À tên này còn
còn anh chan nữa. Ui ui cái ui. Mình đánh mấy tên này nó còn la nữa cơ. Nó ui 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 ấy. Ui mất tiêu rồi. Ủa mất tiêu rồi. Có kim cương nè, lấy kim cương coi. À mình có thang. Ấy da ấy ui. Đánh lén hả? Đánh lén nè, dồn vô. Ủa mấy tên này có khả năng tàng hình á. Ui mấy tên này tàng hình hoài vậy sao chơi. Tàng hình nè đó. Wow, một cái backpack nữa, có đuốc luôn. Vậy mình cực kỳ thích đuốc luôn ấy. Đó đó đó, núp núp một hồi thế nào cũng đánh lén mình nữa cho coi nè. Chuyên gia đánh lén á. Rồi mình sẽ cắt bớt đồ vô đây. Ammo stand thì chắc mình sẽ cắt vào nè. Cái này để treo đầu rất là đẹp luôn. Rồi hexico thì cho vào đây luôn. Áo giáp, kiếm, emerald, diamond. Rồi ui đó, lại nghe tiếng con wither rồi đó. Lấy da nè. Và táo thì không cần đâu. Và mình sẽ đào thêm một ít than nữa để làm đuốc chứ giờ hết trơn đuốc rồi. Mới có hai mấy cây thôi. Đây làm thêm một ít nữa. Và đá thì mình cũng có thể làm đuốc luôn. Thành ra rất thoải mái nhá. Đây còn vài con đặt ra một cái coi đồ nào. Ui đây toàn thức ăn không vậy. À đây có kim cương con zumba xịn nè. Ui ui mình quánh nó mà mình bị đốt luôn. Wow gì là mấy cái con người lùn á. Nó có tuyệt chiêu là ui da, ui ui. Ui nó dụng vô góc nó quánh mình đau lắm luôn á. Có tuyệt chiêu là kiểu như là phân thân vậy đó. Ra xuất hiện hù mình thôi chứ thật ra cái con đó là con giả á. Rồi hút đồ xuống. Đây còn quá trời emerald nè, lượm hết đi. Đó, nó tự bay vào rất là hết. Rồi lấy thêm ít than nè và đá nữa để làm đuốc nha. Đây đổi mấy cái đá này ra que. Rồi và chế tạo thật là nhiều đuốc coi. Nó mình đã có được hai loại đuốc. Một loại là đuốc bình thường, hai là stone đuốc ấy, cái đuốc bằng đá các bạn ơi. Và đây ra nữa nè. Xuất hiện vậy là có. Ui mình không thể tiêu diệt được luôn á. Mình quánh một xíu là hắn tự động kiểu như là tàn hình luôn à. À đây có kim cương nè. Nãy giờ mình được hai viên chứ nãy mình cất hết mấy viên nữa. Khá khá rồi đó. Đó để dành làm hexico diamond thôi. Emerald nè. Ở đây là cái quả gì đây? Ui mình có được cái quả gì nè. Ui da. Ui quả này đố đốt mình được. Ui mình cứ tưởng con gì đánh mình không à. Rồi lấy emerald. Wow trong đây nhiều khoáng sản lắm luôn á. Vậy là mình có một cái khu để đào khoáng sản rồi. Vậy vô tình phát hiện. À bên đây coi, bên đây không có kim cương hả? Và mình nghe tiếng con nhện nhiều lắm. À đây tiếp tục nè. Ui hắn cầm cái cây gì bự vậy. Ui có khiên luôn. Ui ui ui. Bị kẹt. No. À lợi dụng lúc bị kẹt hả? Có khiên luôn. Cầm khiên nè. Mình cũng có khiên chứ bộ. Mình là khiên nether quốc luôn á. Đây đây. Quýnh người nè. Vậy là cái tên mà có cộng lông gà trên đầu á là tên thủ lĩnh hay sao ấy. Ui tên này cũng có nè. À vậy là đặc trưng của cái tộc người lùn ấy là có cộng lông gà ở trên đầu các bạn ơi. Wow và đằng đây còn rất là nhiều nè. Để mình đập hết mấy cái spawner ra. Quýnh người nè. Đó đó. Nhiều lúc mình đánh đâu có nhận sát thương đâu. Là hắn tàn hình rồi đó. Thành ra mình chỉ đánh thắng được một hai hit thôi chứ không có thể nào mà tiêu diệt luôn được. Đó mình quánh một cái là hắn tự động nè mất tiêu nè. Đó mất tiêu liền. Ui còn đỡ nữa cơ. Wow Lượm emerald. Đánh lén hả? Vậy là tên này mình chỉ đánh được một hit rồi. Đánh từ từ ấy chứ không có thể nào one shot được. Hoặc là mình sẽ nâng cấp cây kiếm mình lên mạnh hơn một xíu ấy. Chưa đủ mạnh để one shot mấy con này đâu. Ui da nhọn skeleton nè. Rồi đi tiếp. Mình đã đào được một ít than rồi, bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít đốt nha. Để mình khám phá nốt cái khu vực ở dưới này luôn coi. Cái này hơi bị bự nè, mình thấy nó quá trời rộng luôn á. Ồ, cái này có lót thảm nữa. Ồ, không biết trong đây có boss không ta. Ồ, đây là khu vực gì hơi bí ẩn á. Ui ui, đây. Một tên người lùn nè, không biết mấy tên trong đây nó có kỹ năng kiểu như là tàng hình giống mấy tên ngoài không ta. Đây là phòng ngủ. Ui, mấy tên này mình quýnh không thấm máu luôn. Xịn vậy. Ui vậy là vẫn có kỹ năng kiểu như là phân thân giống như mấy tên kia rồi. Có tầng 2 nữa nè. Ây da. Ui mình đi lộn phòng rồi. Lộn phòng có hai tên lính ghét luôn. Ui mà sao mình quýnh mấy tên này không có mất máu ta. À tên này mới thiệt nè. À vậy là có một tên thiệt một tên giả. Ui à đây có khóa vàng nè. Được một khóa vàng. Đi coi. Cái này để làm gì ta. Ủa cái này để làm gì á? Để mình thử xài coi. À
cái này giống như là cái máy bắn tơ của Spider-Man vậy á. Spider-Man thì sẽ bắn tơ để đi đúng không? Còn mình sẽ bắn vô đây một cái nè. Nó sẽ gịch lại. Vậy. Oh, vũ khí mới. Xịn. Rồi, giờ mình sẽ đi về hướng khác coi. Có vậy thôi hả? Chỗ này có vậy thôi hả? Ủa? Mình lấy hết rồi. Ủa mà mình nghe còn nghe tiếng quái mà ta. Mình còn nghe tiếng ở trên nè. Hình như ở trên còn. Chưa hết đâu. Rồi đi lên trên coi. Cắm cái đuốc ở dưới coi. Tối thui à. Rồi à. Đây còn nè. Vậy. Rồi để coi. Ồ. Ở đây là một con người lùn có giáp kim cương. Quýnh một một đi. Mấy tên này toàn nấp thôi. Chứ đàn mình đánh đâu có mất máu đâu bạn. Ui da. Ui, Ripper nổ lén nữa. Ui. Skeleton nè. Ủa trên còn chỗ nữa kìa. Ui, trên kia mấy tên kia đang hoạt động ai á. À, đang đánh một cái con gì ấy. Ồ, oh, wow. Rồi, ấy á. Bắn hoài. Nè, cái tên này mình đánh không mất máu mà hắn đánh mình lại mất máu. Kỳ vậy ta. Ồ, cái đó cái bóng thôi. Ấy á. Bắn thôi nè. Ui, Duy là đánh cái linh hồn chứ không biết nữa thì tình mấy anh người lùn này á. Rồi, cắm đuốc lên. Vậy là hết rồi. Vậy là mấy cái chỗ này nó chỉ kiểu như là chứa những cái anh người lùn mà canh gác thôi ấy. Và trong đây thì cũng không có đồ xịn cho mình lấy nữa. Nè, có mấy anh người lùn mà không có rương nhiều. Để mình đi qua bên đây coi. Ây da, Skeleton nè. Hả? Ồ, đây có rương giấu nè. Wow, Crystal Bow. Vậy mình sẽ cất cái cung này không ta? Thôi mình sẽ giữ tạm cái cung mình dùng tạm đi. Đó, và mình sẽ lấy những cái quặng sắt lấy nè, than chắc lấy được. Đó, sắt lấy tiếp, vàng lấy luôn. Rồi và cắt bớt những thứ linh tan tinh nè. Nó rơi ra quá trời luôn tại kiếm nhặt ba ấy. Thành ra rơi rất là nhiều thứ mà không cần thiết. Tiêu diệt đi, chạy. Chôm đồ xong chạy. Rồi, đây còn tiếp một con đường nữa. Tiêu diệt nốt luôn. Khu bên kia kệ skeleton đi. Đây lan lên trên. Ui, đây có mấy cái tấm áp lực nè, mình sẽ. Ui, đây là lava. Dạ. Sao mình nghe tiếng mấy anh kia ta? Thì mình thử mình đào ra coi. Ủa? Ôi, như mình bị lạc rồi. Cái này giống như cái mê cung vậy á. Này lại rẽ ra hơi hướng nè. Rồi qua đây coi. À, đây là. Ui. Ôi, thôi, không chơi với mấy anh ấy đâu. Chơi toàn là chơi tàng hình không mà. Mấy anh chỉ có được đúng cái skill tàng hình thôi. Chứ bình thường mấy anh đánh hội đồng mấy đâu á các bạn ơi. Và đây là một cái căn phòng tiếp giống như hồi nãy. Ăn vô một cái trước đi. Và mấy block nó cứ bay xung quanh mình hoài à. Thì cái tình á. Bay gì bay lắm không biết nữa. Rồi đi lên tầng 2. Ấy da. Đó, toàn là mấy cái bóng thôi á. Vậy mà đánh mình được, mình đánh thì không được. Đấy. Cái mấy anh người lùn này OB thiệt luôn á. Hơi bị bá đạo nha. À, đây có rương nè. Ủa mà rương trống. Rương trống nè. Ủa hết hả? Đây còn đường tiếp. Wow. Cơm sách về tôi. Vào to rồi. Đâu vậy? Vào to rồi các bạn ơi. Mình lạc vô thư viện rồi. Đó. Mình đánh thì không gây sát thương mà quýnh mình thì đau cực kỳ luôn. Mình chả hiểu á. Ủa dạ. Con quái gì mà bá đạo vậy? Ui. Thôi. Ủa dạ. Đau quá. Đừng có bắn tôi nữa. Đó, đánh một xíu lại chạy à. Giỏi ghê luôn, mình sẽ gom một ít kệ sách về để mình còn chế tạo. À không, nâng cấp cái bàn anh trai mình nữa. Bàn trai mình chưa có full sách đâu. Ây da. Ui, đánh lén. Đánh lén hả? Đánh lén đó, còn có 3 máu thôi à mà không cho mình đánh tiếp. Tay le mất tiêu luôn. À, đây có rương nè. Một cái áo giáp sắt hơi bị cùi. Áo giáp sắt cùi bắp lắm. Hết đường rồi. Ở bên đây coi có rương không? Tầng dưới thì không có rương. Để mình đi tiếp về phía trước coi. Là cái chỗ này chỉ có như vậy thôi à. Đây tiếp là một cái Ui, boss golem. Cái này là boss đó. Ui. 1000 máu. Oh my god, golem 1000 máu lận. Để mình tìm cách mình bay lên mới được. Bay lên. Shit. Đó, đáp ở trên đây. Yeah. Đâu làm được gì mình đâu.
Sau đó mình sẽ dùng cây cung nè và bắn. Đó, đâu có ngại dạy gì mà ha, đò một một với mấy anh này. Rồi, còn 650 máu thôi. Cố lên, biết mình đánh tay nó đau không ta? Mình đánh tay được, knockback cũng đỡ á. Dạ, ôi ôi ôi. Knockback hả? Knockback là mình chém một cái bay ra xa nè, sau đó dùng cung bắn. Đó, vậy mình sẽ gây được nhiều sát thương hơn và sẽ hạn chế được việc mà ảnh đánh mình đây. Rồi, tiếp tục nè, 400 máu thôi. Đợi khi nào còn khoảng 200 máu mình nhào xuống mình nhé, đánh một một ảnh luôn. Này thì 1000 máu. Chơi kế các bạn ơi. Rồi, cố lên. 250 nè, 220 nè. Rồi nhào xuống chứ. Vô. Người sắt 1000 máu hả? Ôi da. Rồi. Ui. Nó đưa ra cái món đồ gì kìa. Đồ xịn. Bay lên. Cố lên. Ôi da. Ui. Bay lên. Đó, sẽ bám vô. Đó, có cái đồ này tiện ngay luôn á. Rồi mình sẽ cắt bớt đồ để nhận được những cái món đồ sau khi đánh boss nào. Đầu tiên là kim cương và một cây fire spear. Vậy một vũ khí mới. Được. Rồi. Cloud boot là gì đây? Ô, giày này bay được à? Giày này nhảy cao. Xịn, giày xịn nữa. Được. Water essence, đốt lấy nè. Sắt thang lấy. Một cái quần sắt lấy. Rồi, được cái đôi giày. Không ngờ lại được một đôi giày nhảy cao. Một cái quần kim cương. À, quần kim cương chắc lấy được nè. Mấy cái đồ bằng slime thì không cần đâu. Đó, thay quần kim cương xịn liền. À, lấy sắt và một cái reinforced iron chest. Reinforced hả? Ô, cái này để coi công thức nó coi. Ship wow, một cái luyện vật chết, mình chưa biết công dụng nó như thế nào nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cắt bớt đồ vô cái rương này nhá, cũng như là gom hết đồ coi ở đây còn cái gì nào xịn không. Đó, lấy sắt về. Rồi qua bên đây. Còn bên đây nó hết rồi. Dạ. Còn sắt nè. Đó, lấy hết về. Ui, được một cái pha lem, cái đèn cày. Đúng không ta, cái này cái đèn cày đúng không? À, cái đèn. Wow, có đèn về trang trí nữa chứ. Ui, được một cây water step nè. Ồ, có đồ chơi mới rồi. Thích nha, cất cái để nhạc đi không cần đâu. Rồi lấy gậy, cho mình thử cái water step là cái gì nha. Ui. Đồ chơi xịn nè, bắn ra nước luôn á. Ồ, khói vàng. Ui da. Ui, đừng khai cái ủng này vào, ủng này để dành đi khám phá thôi, ủng cloud á. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà thôi các bạn ơi. Ở đây đủ rồi. Ở đây toàn là một thứ như ăn hiếp không mà, toàn ấy số đông để ăn hiếp mình đây. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Rồi ok, mình đã quay về nhà rồi đây. Và hiện tại thì mình có một cái reinforced chest mà không biết cái này nó như thế nào nữa. Để mình coi. Ôi, tưởng đâu cái gì mà thôi kệ. Một cái rương nhỏ nhưng mà chứa được nhiều slot ngang hơn cũng ổn á. Sẽ cắt bớt đồ vào. Cloud boot này chắc bây giờ mình sẽ enchant lên luôn đi. Đó, được 59 level rồi nè. Gửi kinh nghiệm vô một cái. Ăn lại. Đó, rồi sau đó mình sẽ enchant vô. Đó, đầu tiên đó chính là cái dòng bảo vệ nè. Kế tiếp là không bị phá vỡ. Đó, hai dòng mình cần. Enchant lên, sửa lại một cái. Ui, cái này sửa được luôn. Yay. Và mình coi mấy cái dòng dưới chắc không cần đâu. Mình sẽ enchant đúng hai dòng này thôi. Mấy dòng dưới không biết, enchant sợ nó lại không tốt á. Rồi, vậy là bây giờ mình có thể sử dụng đôi giày này nè. Nó bay rất là cao luôn. Yay. Thích đó. Rồi, để dành hai cái này đi, chuyên đi ra khám phá nha. Và cái quần này thì mình sẽ cho vào đây. Ui, nhầm. Cái này cho vào. Và mình có thêm được một cái fire spear. Mình chưa biết nó dùng để làm gì nữa. Không biết cái này. Ui, nó bự chưa kìa. Ui, nó bắn được luôn. Ủa, bắn được gì không? Để mình enchant coi được không nha. Water step chắc cũng enchant luôn đi. Không bị phá vỡ nè. Enchant lên, sửa lại. Không được. Nói chung mấy cây gậy là không có sửa lại được các bạn ơi. Còn cái này thì sao? Cái này là hình như cây kiếm thì phải. Nó có enchant được những dòng sắc nét nè. Để đi lên trên tầng 2 coi. Test thử nha, coi đánh thượng á nó có mạnh như cây kiếm mình không. Ui, cây kiếm mình đánh nhiều khi lại one shot mà cái này không one shot được. Là cây này có thể là nó yếu hơn cây kiếm mình rồi. Nhưng mà được cái nó rất là đẹp nha. Đây, mình sẽ lên. Ui, nhầm. Ui, nhện thì vẫn one shot nè. Nhện thì vẫn one shot được. Còn dùng kỹ năng coi. Ui, cái này đánh từ xa được. Một điểm hơn á là nó có thể đánh từ xa được các bạn ơi. Wow, được á. Ui, 40 cục thang nè. Ngại gì mà không lấy. Ui, bắn bông bóng nè. Ui. À, thì ra cái water step nè là để bắn bông bóng. Rồi bông bóng sẽ nhấc bổng cái con vật đó lên ấy. Ui, chết. Một hit một lần ổm liền. Thử con nhím này coi. Bay lên, nhím bay lên đi. Ui, mấy cái món này nó cứ bay xung quanh người mình ngoài. Ui. Hết hồn. Mình cứ tưởng là lọt xuống dưới không chứ. Rồi ok, giờ mình sẽ bay về nhà một cái. Đó, giờ là mình có thể bay rồi. Rất là thoải mái luôn. Bay một phát lên đọt của cái này luôn nào. Đó,
Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã khám phá xong được cái kim tự tháp này với cái ngọn núi lửa. Trong thời gian sắp tới mình sẽ mở rộng cái bản đồ hơn và tìm thêm những cái công trình để mình khám phá nốt ở trên Vanilla trước nha. Rồi sau đó mình sẽ xuống những cái dimension khác để khám phá nha các bạn. Rồi ok, nếu như các bạn thấy thích series Minecraft Hexit của mình thì đừng quên để lại cho mình một like nha, để mình có thêm động lực để làm tiếp những cái tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.